Ủa đó xã nào vậy ta? Khánh Hòa. Cái gì? Phường Khánh Hòa. Phường Khánh Hòa xã gì? Thị xã Vĩnh Châu. Xã Vĩnh Châu. Thị xã Vĩnh Châu phải không? Tỉnh Sóc Trăng. Nói là làm cho bố Hành á. Kawama 1.900.000. Cắt miếng đất xéo à. Ừ, cái đất tròn á. Miếng xe đấy sẽ rút bỏ thôi. Ừ. Trăm phân là thôi ha. Ừ. Thầy nó đến cho em thì ở chỗ này em đi chân khách đi. Chân khách này hả? Thầy gần đây rồi. Để mày mua. Ừ. Bạn mới cho. À. Anh mới mua rồi. Về cứ chạy đi à, cả chừng tháng vậy đó, nếu có gì lên mua cái mới. Phải mua mà bự cắt bỏ luôn khỏi đấy. Lấy nhớ tốt xài cái cân anh em, lấy nhớ tốt xài mới được nha. Nhớ cách cho hoặc giấc hai thì tiên hơi chiên của nó đó mới xài được nha, tại máy mất tốt. Mua đâu, mua giật cái bồn. Ê, cái tay giật cái coi. Ở việc nhẹ coi. Lên ga nhẹ thôi. Rồi nhóm ga kìa, nhóm ga cho lưỡi xới xây kìa. Điêm vô ta. Thôi. Ôi, ôi, rồi, rồi. Quay, 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 quay. Thơm mấy ai chạy qua sân thơm quá. Rồi, ngon lành. Bây giờ chủ máy.